Em xanh bưởi trồng tốt quá trời, trái chôm chôm luôn mấy con. Dạ, xin kính chào bà con cô bác cùng anh chị em đang xem kênh Ân Tình Quê Hương ạ. Chúc bà con cô bác cùng anh chị em thật nhiều sức khỏe. Hiện tại anh đang đứng trên cái miếng vườn của người em để đi kiếm săn bắt, kiếm mò mương thứ có gì để bắt không nha bà con. Anh mời bà con cô bác cùng anh chị em mình cùng theo ăn để coi ăn đi mò được cái gì không nha bà con. Giờ anh sẽ lội mương kiếm bắt mò thử coi. Chưa biết có gì không chứ thấy có ốc rồi bà con. Thầy mấy con ốc. Ốc quá trời luôn. Rồi ốc này bà con ơi. Với rau muống này nó có ốc đắng nữa. À, ngon quá. Ốc này là ốc bu à. Chắc em nó nuôi luôn rồi, đây mình lén bắt luôn. Rồi, ốc nó xuống nó lội ốc mà con. Cái này chắc đi bắt ốc không rồi, quá thấy quá trời ốc luôn. Nó đeo ra muống. Nó còn nhỏ quá. Ốc đắng còn nhỏ quá. Mà kiếm cái nào. Chắc phải mò ở dưới mương nó rớt, thằng dở lên nó rớt xuống. Ốc đây. Đây, ốc đắng. Ốc đắng rất là ngon mà con ơi. Rồi mấy mương còn nhỏ quá, cái này chắc nay mình đi chưa tới 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 vụ hay sao rồi. Đây. Ốc còn nhỏ quá bà con ơi. Có mà ốc đeo ra muống nhiều nhưng mà còn bé bé bé. Mà thế. À, ốc đắng nó nằm dưới mương nè. Nằm dưới đáy. Trời ơi. Này đang rắc chua.
bị chết nhiều quá. Thì mới chết. Mà nó kéo dài vô. Hồi bữa tốt quá trời luôn mà con, nó xanh ôm hết rồi. Nghe em nó khéo tay thiệt, trong vườn. Bữa chưa chín. Ồ đây nè. Quá trời trái luôn. Ồ, quá trời xanh luôn. Trái chưa nhiều. Bữa xanh ôm tốt mịt luôn mà con. Bữa nay chắc cũng là bữa tơ mới trồng, bữa nay chắc được ba bốn năm gì đó, chuẩn bị qua năm thứ tư thứ năm bắt đầu là cho trái xài rồi. Bà con nãy giờ đang đi lội mấy cái mương này mà nó ốc còn nhỏ quá, nó không có ốc lớn. Giờ tiến vô nhà của em thứ cây tổng tổng còn một cái mương nữa để vô tổng bắt thử cây còn có ốc bự không. Nãy giờ ốc nhỏ nhỏ không, ốc đắng, ốc đắng mà nó nhỏ nhỏ ấy. Để em kiếm thử có ốc đắng nó bự bự hơn xíu không. Vô cái ao gần nhà của người em luôn thử cây nó đỡ hơn không, chứ lội lội nãy giờ mà ốc nó nhỏ quá không bắt được nhiều. Mương này thì cũng có ốc nhiều nè mà cũng còn nhỏ rồi, nó đeo tên rau muống quá trời luôn. Ồ, quá trời luôn, nó còn nhỏ quá. Trời ơi coi nè, bà con thấy không, trời nó đeo ốc nó đeo quá trời luôn mà nó còn hơi bé 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 không. Cái này đột nhập mấy cái mương bắt ốc này không bắt được nhiều rồi bà con ơi. Nó còn nhỏ quá. Xanh xanh nè bà con. Em nó trồng trái xài ghê. Rụng luôn. Trái cam chín nó rụng luôn bà con. Đụng vô nó rụng luôn. Đây đây luôn. Nguyên vườn bưởi. Khu này bưởi trái nhiều. Ốc nhiều quá trời luôn mà còn nhỏ quá, làm cho mình thu hoạch bị kém rồi. Bưởi trái khủng khiếp rồi coi nè, nhỏ quá. Này nuôi lại chứ chưa ăn được. Về về luôn mà nó không có lớn. Trời ơi bưởi trái quá trời trái luôn. Trời ơi bưởi thấy ham. Bưởi này còn tơ, còn chưa chín không, nó già quá trời bưởi. Trời nó đeo. Ui. Nhỏ quá. Trời, ốc quá trời luôn mà nó còn nhỏ. Này tạm tạm. Thất bại rồi bà con ơi. Thất bại rồi bà con ơi. Lội nãy giờ mà nó được
thấy không? Nó không nhiều rồi. Dạ, xin chào tạm biệt bà con cô bác ha, cùng anh chị em đã xem clip của anh nha. Chúc bà con cô bác thật nhiều sức khỏe. Bye bye.